Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đang đến với kênh Người Việt ở Brazil của mình nha. Thì bữa trước á, là mình có làm cái video là giống như là thử thách á, cầm 100 đồng HAI tiền Brazil tương ứng với 500 ngàn đồng tiền Việt Nam thì mua được là bao nhiêu ký rau củ quả cả nhà. Thì bữa đó là mình mua hết 410 ngàn tiền Việt Nam nha, dư được 90 ngàn. Thì hôm nay á là mình làm video đây cả nhà, để lấy tiền nữa. Đây cả nhà, hôm nay là mình có 2 tờ 50 là 100 đồng HAI là tương ứng với là 500 ngàn đồng tiền Việt Nam nữa nha. Thì thử cầm 500 ngàn đồng này đi vô siêu thị để mua được bao nhiêu ký thịt cá nha cả nhà. Đây đó. Ôi con chó phía trước dễ thương quá cả nhà. Trời, nó đẹp quá. Người Brazil rất là thích chó luôn á. Họ cưng chiều chó dữ lắm, họ không có ăn thịt chó nha. Đây con chó đẹp quá chừng. Qua đường tiếp. Đây, xe đang xếp hàng để vô siêu thị. Mình đi bộ. Bãi xe siêu thị Brazil mà toàn là xe hơi. Chân gà có 45 ngàn ký cơ nha. Đó, chân gà. Còn này là cái gì? Phần cánh gà nè. Cánh gà là 75 ngàn ký thôi. À đây, cái món yêu thích của mình đây cả nhà. Bắp bò nha. Bắp bò ở đây là có 130 ngàn ký bắp bò cả nhà. Đó. Rồi cái bắp bò thấy cưng không? Lấy một cái bắp bò liền. À đây nữa nè. Trời nhiều bắp bò lắm, nhìn thấy cưng quá nè. Ở trong nữa nè cả nhà. Đó, bắp bò quá chừng luôn. Đây nữa. Nhà thấy bắp bò không? Quá chừng bắp bò nha. Muốn ăn lúc nào cũng có. Cái này là thịt heo nè cả nhà. Để coi cái này là giống như là gọi là cái gì ta, nhìn thịt heo nạc nạc mỡ mỡ, gọi là cái ba rọi gì, nhưng mà nhìn rất là ngon nha. Ba rọi này là 120 ngàn một ký này cả nhà. Wow, hôm nay nhìn thịt heo rất là ngon quá nha. Mà phần này hơi nạc hơn mỡ, có da nữa nè. Đó, cái này chiên lên là đúng ngon quá. Để mình lấy một cái này đi. Có 120 ngàn một ký thôi. Rồi mua một cái bắp bò. Mình lấy một cái bắp bò nữa cả nhà. Đây cả nhà, cái này là giống như là cốt lết nè. Cốt lết thay kèm với miếng xương nhìn rất là ngon nha. Cốt lết này là để mình coi giá là bao nhiêu. 50, 7, 55, 85 ngàn một ký cả nhà. 85 ngàn một ký cốt lết thôi nha. Rẻ hơn hay mắc hơn Việt Nam ta? Thịt heo là họ bán ít ít thôi cả nhà.
Bây giờ qua đây là thịt bò, trời ơi mắc bò quá chừng luôn cả nhà. Lấy một cái bắp bò, chắc lấy hai cái quá, lấy thêm cái nữa đi, nhìn nó tươi quá nè. À, lấy hai cái bắp bò đây, hai cái bắp bò. Thịt bò này nhìn rất là ngon cả nhà. Thịt bò này thì mình không biết là bò gì, thường là mình hay mua cái bò này để mình xay cho Natalia đó. Mua xong rồi nói họ xay, thì cái này là 150.000 một ký thịt bò này cả nhà, nhìn rất là tươi luôn, nó có gân gân nữa nè. Thì mình mua xong rồi nói họ xay, người Brazil họ bán những cái thịt bò là bự bự cả nhà. Cái này là 150.000 mà cái này là 5 ký 6 cả nhà, 5 ký 6 của cái này nè, 150.000 một ký thịt bò. Thường này họ về họ làm đứt tết đó cả nhà, á hay là họ nướng nè, đó là họ nướng giống vậy nè cả nhà, quá chừng luôn, một bịch bự 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 bự. Họ cũng có bò xay sẵn đó nha, nhưng mà mình không có thích, giá cũng đồng giá luôn, à giá rẻ hơn là 130.000, nhưng mà mình không có thích mua bò xay sẵn đâu, mình hay tự mua thịt bò rồi nói người ta xay thì nó tươi hơn đó. Bắp bò quá chị. Ừ, lấy cái này xay cho nạp bài liền. Là hết nhiều tiền rồi ta. CD nghĩ lại thì mình trả lại cái thịt heo nha cả nhà. Ăn thịt bò thôi, ăn bắp bò với lại là thịt bò thôi, không có ăn thịt heo, trả lại cái thịt heo cho cũ. Đó. Đây cả nhà, con cá này là nhìn giống con cá rô phi phải không ta? Ôi, it's too bad. Phải không ta, nó bự lắm. Mình thấy ăn thì giống thịt con diếu hồng, nhưng mà phải hình như nó là con cá rô phi à. Họ bán 85.000 một ký cả nhà. Đó, nó bự lắm luôn, ăn một con cả ký luôn á. Rồi mấy cái con cá gì ở trong mình không biết nữa, nhìn rất là tươi nha. Ý cái con cá kiếm nè cả nhà. Thì dịch ra là con cá kiếm, thì bên mình là con cá hố phải không ta? Rất là rẻ nha. Có 35.000 một ký à. Đó. Đây cả nhà, hình như nó là con cá hố ta. 35.000 một ký. Còn con này là con cá gì ta? 50.000 một ký. Không biết nó là con cá gì luôn á. Nó tên là em Sa Đà thì mình không biết là con gì. Cá này rất là ngon cả nhà, cá này là có 60.000 một ký cá này cả nhà. Đó, rất là tươi nha. Còn con cá này là không biết cô nà, mình không biết tên nó là con gì ta. Nói chung là mình biết cái tên vậy, nhưng mà mình không biết là tiếng Việt là con cá gì á. Thì là 85.000 một ký cả nhà. Nói chung là cá rẻ hơn thịt nữa ta. À, cá hôm nay rẻ. Rồi những con cá nó rất là bự cả nhà. Ý con cá này, con cá gì nhìn dễ thương quá nè. Con cá gì ta? Con cá gì ngộ nó chẹp lép nè cả nhà. Cái này nó dẹp lép à. Nó có 60.000 một ký. Rồi còn con cá này nè, như mẹ mình nói là giống con cá ngon á, thì là 50.000 một ký. Tươi lắm luôn. Mà nó bự lắm, một con là nửa ký á. Còn con này là không biết con cá gì. Này là cá gì quên tên ta. Con cá mòi 50.000 một ký. Bên trong là có con cá đỏ đó nha. Đó, bên trong là có con cá đỏ nè. Con cá đỏ là 100.000 đó. Đó, con cá đỏ 100.000 một ký. Giờ không biết mua cá nào. It's water.
xin. Mình mua 4 con này cả nhà, nhìn nó rất là ngon nha. Trời ơi, nó rất là ngon luôn á. Đang cân cho mình nha. Tốt không? Yeah, lim pa paramin and tok la. Xin, e mice is. Anchova. Xin, anchova. Water tâm mình. Xin. Đây cả nhà, mình mua con cá này cả nhà. Chồng mình nói cá này tốt cho sức khỏe. Yes. Yeah. Water. Xin. Ok. Trời không biết bao nhiêu nữa, cứ cân đại. Đi chợ lố 500 ngàn chưa ta. Để coi cân ký ở đây à. Đó, có cái máy cân. Rồi, giờ hai anh này sẽ làm cá cho mình cái nha. Ai, obrigado. Đây cả nhà, họ đưa cho mình cái bịch là họ dán cái tem lên rồi, bây giờ họ sẽ làm. Mình mua hai loại cá, mình có hai cái tem này cả nhà. Đây, hai anh làm cá cho mình cả nhà. Bên mình là thường là gọi là mấy bà bán cá, mấy bà làm cá, nhưng mà bên đây là toàn là mấy ông bán cá, mấy ông làm cá nữa nha. Mình nghĩ cũng đúng, mấy công việc nặng nhọc làm cá làm đồ để cho mấy ông làm. Mấy anh chặt. Cắt là tâm này, ông đi ghê rồi. Anh hỏi có cắt không? Mình nói cắt. Mình kêu cắt ra dùng. Eu só gosto do pezinho, não gosto da orelha. Để mình coi cá mà. Cá là 23 đồng. Cái này là 28 đồng, 23 là 51 đồng. 51 đồng thịt 16 nữa hả? Là nhiêu? Nói chung là này cá là hết khoảng là 51 đồng rồi, còn thịt này là 36 là 50 đồng nữa rồi. Vậy là mình mua bị lố tiền rồi cả nhà. Đó, vậy thôi là phải trả lại một cái thịt rồi. Trả lại một cái bắp bò. Để mình trả lại một cái bắp bò nha. Là bị lố tiền rồi đó. Là nhiêu đây là 500 ngàn hết rồi nè. Thịt cá 500 ngàn, giờ trả lại một cái bắp bò. Đây. Trả lại chỗ cũ cả nha. Isso é miudinho. Ô moço, o peixe de espada só tem miudinho assim? Só tem canivete. Canivete, né? Eu não gosto. Eu gosto de navalha, canivete eu não gosto. Tá, obrigada. Vou ver se o barulho dá, pô, tá vazio.
por ele, ele tem uma faixa pra passar três fotos dele. Cadê o Fábio? Ó, 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 viu, né? Agora que é o que é isso? Que é isso? Que é isso? Ó, tem que ver o Aurinha. Lógico, cara. Ó, aí, Gabriel. Tchau, Uau, quá trình cá luôn cả nhà ơi. Oh my god. Oh my god. Cha cha. Hai anh rất là dễ thương cả nhà. À, hai anh hỏi là mình về nhà có xa không để anh bỏ đá vô trong mình cá nó khỏi hư. Trời ơi, dễ thương lắm luôn á. Rồi bây giờ là mình được hai bịch cá nè cả nhà. Quá chừng luôn. Đây cả nhà, nặng quá chừng luôn. Là mình mua 1 kg thịt bò, 1 cái bắp bò không biết bao nhiêu á, và 4,5 kg cá nè cả nhà. Sách muốn chết luôn. Giờ mình ra mình tính tiền đi về. Já falei pra ele. Quando quiser, vamos falar. Tại cả nhà chuẩn bị trả tiền. Không biết là nhiêu đợi coi thử. Sợ bị lố à. Thử thách mà. 500 ngàn tiền Việt Nam mà mình nghĩ là bị lố. Đợi mình coi trên cái bảng nữa. À, 98 đồng cả nhà, hên quá. À, đưa cho 98 đồng tất cả. 98 đồng 43. Đây cả nhà. Cá thịt quá chừng. Obrigada. Đây mình được thối nè cả nhà. Thối tiền xu nha. Giờ mình đi về cả nhà. Đây cho cả nhà xem cái bill của mình nè. 100 đồng trả 98 đồng 43, được thối lại là 1 đồng 57 nè. Đó thì coi như là 500 ngàn cả nhà. 500 ngàn tiền Việt thì mình mua được 4,5 kg cá. Chính xác ra là 4,4 kg cá. À, 1 kg thịt, để mình coi lại cái bill coi là bao nhiêu ký thịt. À, 1 kg thịt bò. Và cái bắp bò là 6 lạng cả nhà. Đó, à, báo cáo cả nhà biết là để cả nhà xem là giá thịt, giá cá ở Brazil có ổn áp hay không. Thì mình nghĩ là rất là ổn nha cả nhà. Nhiều khi là rẻ hơn Việt Nam mình á. Đi bộ về nhà là chừng 7 phút à. Mà khiêng tới 5-6 ký thịt cá tất cả. Thôi mình xin kết thúc cái video của mình nha. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bye bye.